Mấy hôm nay nha, cả nhà coi cái video á, càng cua đăng muối gây tranh cãi trên mạng quá trời luôn. Cả nhà nói là bột ngọt nhiều mất trí nhớ, thì thằng chủ quán nó bị khùng, bị điên, kêu em thằng cháu đi luôn. Thì mình sẽ giữ cái khớp đó lại, mình sẽ cắt ở đây đường dưới là một cái đường nha. Đó, mà cắt ở trên đây một đường. Đó, đâu nè, nó chảy rất là ngon. Anh có muốn bí quyết làm càng ghẹ rang muối ngon như nhà hàng? Thường là mọi người á rất là thích nha, nhưng những anh chàng hoặc là những người tín đồ mà thích uống sinh tố nấu mạch á, rất thích cái món là giống như là cái món gì mà rang muối ớt á, rất là ngon mà nhậu, nói chung là uống sinh tố nó rất là phê, rất đã. Nhưng mà thời tiết trời mưa như vậy nè, rai rai là còn gì bằng. Rút nút một cái nha, cảm thấy nó đã mà nó phê. Càng ghẹ rang muối ngon, chuẩn bị nhà hàng nha cả nhà ơi. Để làm được cái món càng ghẹ ngon mua ăn muối như vậy thì còn phải có bí kíp và công thức nha. Hôm nay nha, Quân sẽ hướng dẫn cả nhà một cái công thức làm càng ghẹ rang muối ngon, chuẩn bị với nhà hàng. Cả nhà nhớ nha, xem hết video để biết là cái món này có thật sự nó ngon hay không ngon. Mấy hôm nay nha, cả nhà coi cái video á là càng cua đăng muối gây tranh cãi trên mạng quá trời luôn. Cả nhà nói là bột ngọt nhiều mất trí nhớ, rồi thằng chủ quán nó bị khùng, bị điên, kêu em thằng cháu đi luôn. Em nói cả nhà nha, thật sự tại vì mọi người không biết, một số anh chị biết á, comment rất là hay nha. Tại vì nếu như mà không có bột ngọt thì nó sẽ không kết tủa được và nó sẽ không dính được cái lớp áo ăn muối ớt như vậy nha. Và thứ hai là khoa học chưa chứng minh ăn bột ngọt nhiều mất trí nhớ nha. Cái đó chỉ là tin đồn đoán với bột ngọt và muối thôi. Và bột ngọt cả nhà em bỏ theo cái liều lượng nha, nói chung là rất là ít và rất là vừa rồi, không có nhiều đâu, để làm cho dính mà nó ngon thôi. Cái này nè em chia sẻ thật luôn. Thôi cả nhà theo chân em, bây giờ mình sẽ đi bắt ghẹ nha. Bắt ghẹ hồ nhà em rất là nhiều nè. Đây hồ nhà em bao la ghẹ luôn nè. Bây giờ em bắt đại một hai con, em bẻ một hai cái càng nha, bẻ dài cái càng nha cả nhà. Đây nè, bẻ đỡ một hai càng đi. Đây trời ơi thịt nè, bẻ dính thịt ra luôn nè. Đó thấy không, đây nè con này nó bự. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ tầm khoảng 5-10 con đó nha, săn mới càng nha. Đó. Rồi bẻ hồi cũng được mới càng rồi nha, cũng khá khá rồi. Trong nhiêu đây nè, tới công chuyện rồi. Rồi bây giờ em mời cả nhà vào bếp. Rồi bây giờ cả nhà ơi, càng kẹ rang muối ớt thì không thể thiếu nha. Giờ mình chuẩn bị xếp mì nè, đây là muối ớt nha. Muối ớt này nè, công thức của nhà Quân nha, nhà hàng Quân nha. Rồi tiếp theo đây là mình sẽ có nè, ớt nha. Đó, rang muối ớt này không thể thiếu ớt được. Đây cái món mà nãy giờ cả nhà gây tranh cãi nè, bột ngọt nè. Trời ơi ông bỏ bột ngọt gì nhiều vậy. Đây cả nhà tranh cãi không phải đó cả nhà ơi, Quân có sao làm vậy và không giấu luôn nha. Nhiều khi nhầm nhà hàng người ta không có đưa ra, nhưng mà Quân sẽ vẫn nói cả nhà biết nha. Nếu ông rang muối ớt á mà muốn nó dính á là phải có bột ngọt nha, không có bột ngọt là không dính được đâu. Rồi thì để làm được món càng ghẹ ngon, đầu tiên mình sẽ đun một miếng nước sôi. Rồi bây giờ mình cho càng ghẹ cho mình trụng nha. Đối với món càng ghẹ cũng giống như càng cua vậy đó, thì bây giờ mình trụng tầm khoảng 10 phút nha cả nhà, 5-10 phút nha. Nói chung mà tùy theo lửa của mỗi người, mình coi sao càng ghẹ nó đỏ, cái màu đỏ nó ok nha. Rồi cả nhà ơi, đây nè, mình trụng luộc sơ sao cho càng ghẹ nó đỏ vậy là được nha cả nhà. Nói chung là nó vừa chín tới nha, đừng cho nó chín quá, chín quá nó bị teo nha. Xong mình sẽ rang muối. Rồi bây giờ em sẽ vớt ra nha, vớt ra cho nó ráo nước nha. Cả nhà ơi, để nấu được món ăn ngon thì mình phải có bí kíp nha. Đây cả nhà nhớ xem hết video để học được bí kíp của Quân. Và đây là công thức huyền thoại nha, rất là ngon luôn. Đầu tiên mình sẽ cho được tầm khoảng nửa trái nước nha. Muối ớt thì đầu tiên mình sẽ cho là 3 muỗng muối ớt. 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng nha. Và 2 muỗng ớt. 1 muỗng, 2 muỗng ớt. Và đây cái mà gây danh cãi đây, 3 muỗng bột ngọt. 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng bột ngọt. Cái món này ngon nè hay không nè cả nhà, là phải làm đúng công thức nha. Đó, phải mình phải để nó là canh lửa đều nè, và hai nước sốt nó như vậy nè, canh sao nó vừa sệt nha cả nhà, để nó mới dính được vào càng ghẹ nha, nó mới ngon được nha. Đây bây giờ mà cả nhà canh này có coi nha, chừng nào mà nước sốt nó sệt là như vậy nha là mình bỏ càng ghẹ vào được nha. Bây giờ mình sẽ cho càng ghẹ vào, mình đảo đều nha, cho thấm nhẹ nhẹ từ từ trước nha. Đó rồi khi mà càng ghẹ nó thấm đều nè, muối và ớt rồi, bây giờ mình sẽ khè lửa lên để cho nó khô lại nha, thấm đều nha. Quá trời ngon. Thank you.
chơi đơn giản mà nhớ món này nha. Quá ngon cả nhà ơi, bây giờ mời nhà thưởng thức cùng em nha. Ông nào bảo à, có ai chứng minh khoa học đó chứng minh chưa, ăn mà bột ngọt nhiều à, nhất trí nhớ đâu. Rồi núp, em nói cả nhà, cái món này núp phải không, tuyệt vời nha. Núp cái năm món này là phải có sinh tố nước mạch đầy. Cái này phải tới công chuyện nha. À, quá ngon. Mấy anh chàng đó nhớ nha, nhớ xem video nha, hoặc là mấy chị vợ hoặc xem video để về nhà nấu, để được cái công thức mà nấu ngon như nhà hàng, về nấu cho những anh chàng đó nha. Đây giờ em sẽ hướng dẫn cả nhà luôn là cái cách mà để lấy cái càng ghẹ ra siêu nhanh nha. Đầu tiên nha cả nhà. Bây giờ là mình sẽ cắt cái càng ghẹ làm hai nè, đầu tiên cắt ở trên nha. Đó. Tiếp theo trên đây nó có hai khớp nha. Thì mình sẽ giữ cái khớp đó lại. Mình sẽ cắt ở đây đường dưới là một cái đường nha. Ở đường này nè. Đó. Và cắt ở trên đây một đường. Ở trên đây nè cả nhà, trên cái đường đó. Đó, em cắt hơi mạnh nè, nhưng mà cả nhà thấy không? Cắt cái miếng gốc ra được luôn nè. Nó rất là ngon luôn nha. Rồi, còn ở cái dưới cái càng dưới thì mình sẽ cắt ở dưới đây một đường. Cắt ở dưới đây. Mình sẽ nhấp ở dưới đây cả nhà. Nhấp cho nó bể dưới này nè. Đó, này mình rang nó hơi giòn nha, giòn hơn ghẹ tươi nhưng mà mình vẫn lấy nó ra được nha. Ăn những món hải sản này không thể thiếu nước chấm hải sản ở nhà, nước chấm hải sản thần thánh với em nha. Muối ớt đỏ. Người ta làm muối ớt xanh chứ bên em làm muối ớt đỏ nha. Đâu, nè, chảy nè. Rất là ngon. Cắn vào nha. Thịt dẻ ngọt. Đồm mềm tan. Núp cái này thì mặn mặn nha. Cay cay của muối ớt. Rất là bắt luôn. Này uống cái sinh tố lô mạch này tới không chuyện thì mà. Quá ngon. Đây bây giờ tiếp tục hướng dẫn cả nhà lại nha. Lấy cái càng vậy nha. Đầu tiên này là một cái càng nguyên như vậy nha. Thì mình sẽ cắt ở đây nha cả nhà. Cắt ngang đây nha. Đó. Cắt cho rớt xuống trước. Tiếp theo nha cả nhà nè. Nhìn nè. Cái khớp này, khớp này một cái khớp động, một cái khớp tĩnh nha. Thì khớp tĩnh này mình giữ lại, mình sẽ cắt khớp ở dưới này. Đó. Mình sẽ bẻ này ra trước nha, lấy khớp này ra trước. Và khớp ở trên này nè, mình chỉ cần nhấp nhẹ cái mình bẻ cái thôi. Đó, mình kéo ra nguyên cái càng luôn thấy không? Còn cái khớp ở dưới. Đây. Thì mình làm giống hồi nãy nha. Mình sẽ cắt cái khớp trên này nè. Cắt đây một cái. Nhớ là cắt ở dưới đít này cái trước nha. Đó. Rồi cắt, em cắt mạnh có nó bể. Mình sẽ cắt làm đôi là xong nha. Nói chung là con ghẹ này dễ ăn, hai đài ghẹ này vỏ mỏng dữ lắm. Mình sẽ lấy được hết thịt kìa. Cắn nguyên cái càng mình ăn luôn bình thường. Đây. Em như con này em sẽ cắn nguyên cái càng luôn nha. Trời ơi, núp nó ngon ngon. Cắn cái càng nghe bộp bộp bộp. Thôi mọi người thấy ngon không? Em sẽ chia sẻ cả nhà cách mà lột càng gẹ nha. Đó. Nhưng mà món này là mình phải ăn như vậy, mình uống bia nó mới ngon. Cả nhà nói mà ăn mà quên nói về này kia các kiểu, em thấy nó có quên gì đâu. Mất trí nhớ rồi. Khoa học chưa ai chứng minh nha nhà ơi. Nè cả nhà nhìn thấy không? Nếu mà không có lớp bột ngọt á, nó sẽ không dính được như vậy đâu nha, không bám nó như vậy đâu. Bột ngọt và muối nó mới bám nó như vậy nó mới ngon nha. Nè đó nhìn đi. Không có bột ngọt là không bao giờ bám được, cam kết với cả nhà luôn. Rồi một số người nói em khùng, nói chung là em hiểu hết, không sao hết cả nhà. Khùng mà em muốn ở cái nhà hàng to đùng như vậy thì sao được. Công thức em có để bên phía tay phải màn hình. Cả nhà nhớ nha, nhớ là phải xem hết video. Làm y chang nha em, bao ngon, chuẩn bị như nhà hàng như vậy là càng ngày đáng muối. Và cả nhà nhớ là ngoài cái công thức đó thì cả nhà nhớ ở đây là còn một cái mẹo nha. Để nào nó dính được như vậy nè. Cả nhà phải canh là cái độ sệt của muối, ớt và bột ngọt cho nó sệt thì là sệt lại. Và khi mình bỏ càng cua vào mình canh lửa cũng phải vừa vừa nha. Khè quá nó mau khô nó không dính. Mà lửa nhỏ quá nó bị khô nó cũng không dính. Cả nhà xem hết video nha. Hãy cho em một bình luận, một chia sẻ. Và hãy nhớ đăng ký kênh của em để không bỏ lỡ những video tiếp theo vào ngày mai. Và rất nhiều video hay giá trị ở dưới nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau.